tục đang xem những lời nhảy không hay trên trang cá nhân của một hot blogger. Và Tiger đã quyết định sẽ làm cover ra bài của blogger này. Trong khi tình hình căng thẳng, anh chàng kia đã tối được ca sĩ gửi thủ lệnh quyết tức vàng mã đến nhà, trong khi Văn Mai Hương quyết một mình phủ nhận. Không biết ai đúng hay ai sai, nhưng mà đàn ông mà đi chấp nhận phụ nữ đúng là thì hơi kỳ đó nha.